Chào các bạn, trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn một ván bán đấu giữa hai nhân thủ của Việt Nam đó là Lại Lý Huynh, Đại Chiến, Đặng Hữu Trang trong giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 Trong bán đấu này, Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tin, Đặng Hữu Trang cầm đen đi hậu diễn biến của bán đấu diễn nhanh như sau, mời các bạn theo dõi Đến đây, danh thủ Đặng Hữu Giang, bung cờ đầu hàng, lại lý huynh danh thủ số 1 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.